5 dấu hiệu giúp bạn nhận biết ung thư thận Các dấu hiệu của ung thư thận thường nó rất là âm thầm và khi chúng trở nên rõ ràng thì ung thư đã rơi vào giai đoạn muộn và một số những yếu tố được coi là nguy cơ cao mà chúng ta cần lưu ý có thể là có những cái ung thư thận Thứ nhất, một số những cái bệnh lý di truyền sẽ khiến một số người có khả năng mắc bệnh ung thư thận cao hơn nhưng điều này thì nó không có phổ biến thứ hai việc mà chúng ta thường xuyên hút thuốc lá hay à, sử dụng những cái loại thuốc giảm đau kéo dài trong một cái khoảng thời gian rất là dài có thể khiến nguy cơ ung thư thận nó tăng lên nha các cô bác anh chị thứ ba đó là cao huyết áp cũng có liên quan tới ung thư thận tuy nhiên những cái bằng chứng khoa học hoặc là chứng minh thì nó chưa có đầy đủ à, và đây là năm dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết ung thư thận thứ nhất đó là triệu chứng đau ở vùng thắt lưng và đau hai bên sườn đau ở vùng thắt lưng và đau hai bên sườn nha đau hoặc là cảm giác bị chèn ép ở lưng hoặc là bên sườn cũng là triệu chứng của ung thư thận khối u thận khi mà to lên có thể gây ra tăng áp lực ở hai bên và gây đau thứ hai là triệu chứng về mệt mỏi mệt mỏi kéo dài không rõ lý do có thể thực sự là một cái dấu hiệu đáng nguy báo hiệu của những cái bệnh lý ung thư trong đó có ung thư thận hãy tìm đến các bác sĩ để họ giúp bạn tìm hiểu nguyên nhân mệt mỏi là gì nha thứ ba giảm cân và chán ăn thận nó đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và tiêu hóa khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn sẽ bị ảnh hưởng nếu như thận bị bệnh hoặc là bị ảnh hưởng do đó cái việc mà chúng ta giảm cân à, không gõ lý do hoặc là chúng ta chán ăn hoặc là chúng ta mất cân một cách nhanh chóng đó, là một cái triệu chứng phổ biến của ung thư thận thứ tư đó là cái việc máu trong nước tiểu thật đáng tiếc phải nói đây á, là cái triệu chứng gần như là cái rơi uh, vào ung thư thận giai đoạn cuối thì đương nhiên chắc chắn tiểu máu nó có sẽ nhiều nguyên nhân nha nhưng đó cũng là một cái dấu hiệu và nếu như có tiểu máu thì thường nó đã rơi vào những cái giai đoạn cuối rồi đó các cô bác anh chị thứ năm các rối loạn liên quan đến máu hoặc là những cái triệu chứng của di căn ví dụ các khối u thận có thể gây dẫn tới tình trạng thiếu máu nè hoa mát chóng mặt nhịp tim nhanh hồi hộp đánh trong ngực là những cái biểu hiện của thiếu máu mất cân bằng điện giải như ví dụ như là canxi hoặc là những cái rối loạn liên quan máu khác và ngoài ra thì có một số những cái triệu chứng nó liên quan tới di căn ví dụ như là ho dai dẳng hoặc là đau trong xương cũng có thể xảy ra à do vậy rất cần đi khám khi trong những cái trường hợp mà có những cái dấu hiệu này hãy theo dõi kênh của bác sĩ minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé